Cô chào các con. Hôm nay các con học bài 103. Bài 103 của các con là ôn tập. Bài ôn tập của các con lưu ý nhìn vào tranh vẽ. Đây là bức tranh vẽ gì? Đây là một cây, cây này gọi là cây vạn tuế. Đây, người ta trồng cây vạn của tuế để làm cảnh. Vậy, để đọc được tiếng tuế, hôm nay các con học ôn lại vần gì? Cô và các con theo dõi. U, E, các con đọc. U, E, U, E. Ghép hai vần lại ta đọc gì, được gì? U, E, Uê. U, E, Uê. U, E, U, E, Uê. U, E, U, E, Uê. Các con quan sát tranh thứ hai vẽ gì? Đây là một đàn chim én. Đàn chim én, cứ mùa xuân về thì đàn chim én lại bay về. Bay về vì chim én mùa xuân trời ấm áp thì chim lại bay về. Thì đây là mùa xuân. Để đọc tiếng xuân, hôm nay cô và các con sẽ ôn các vần sau. U, ân. U, ân. U, ân. U ở n quân. U ở n quân. U ở n quân. Các con đọc lại. U ân. U ở n quân. Đọc trơn quân. Các con đọc trơn lại. Quê quân. Quê quân. Hôm nay các con ôn các vần có âm đệm U đứng trước, âm đệm U đứng trước và ghép với các nguyên âm E, Ơ, Y, Y, Ia, Yên, Ân, Ất, Yết, Y, Nhờ, Ân, Y. Chờ. Cô và các con cùng đọc. U ghép với Ê. U ghép với Ê ta được U Ê Ê. U ghép với Ơ ta được U Ơ Ơ. U ghép với Y dài U Y Uy. U ghép với Y A ta được U Y A Uy. U ghép với I E N Yên ta được U I E N Uyên. U ghép với ở N ta được U ở N Uân. U ghép với ở tờ ta được U ở tờ Uất. U ghép với I E tờ Yết ta được U I E tờ Uyết. U ghép với Y nhờ ta được U Y nhờ quân. U ghép với U Y chờ ta được U Y chờ út. Chúng ta đọc lại. U E Uê. U Ơ Ơ. U Y Uy. U Y A Uy. U Y E N Uyên. U Ở N Uân. U Ở Tờ Uất. U Y E Tờ Uyết. U Y Nhờ Uân. U Y Chờ Uất. Các con đọc trơn. Uê Uơ. Uy Uya. Uyên Uân Uất Uyết Uân Uất. Các con đọc lại. Uê Uơ. Uy Uya. Uyên Uân Uất Uyết Uân Uất. Các con đọc từ. Từ thứ nhất là ủy ban. Ủy ban là nơi làm việc của hội đồng nhân dân của cấp tỉnh, cấp huyện,
thị xã, thành phố, vân vân. Người ta gọi đó là ủy ban. U y hỏi ủy, bờ an ban, ủy ban, ủy ban, ủy ban. Từ tiếp theo, hòa thuận. Anh em trong một nhà cần phải hòa thuận lẫn nhau, thương yêu nhau. Thờ oa hoa huyền hòa, thờ uân thuân nặng thuận. Hòa thuận, hòa thuận, hòa thuận. Từ tiếp theo, luyện tập qua những bài học ở nhà, ở lớp, về nhà cô các cho cô đã cho những bài luyện tập để các con làm bài. Chính xác, đúng. Đó là luyện tập toán, luyện tập tiếng Việt, nhiều bài. L uyên luyên nặng luyện, tờ ấp tấp nặng tập, luyện tập, luyện tập, luyện tập. Tiếng nào có vần hôm nay ai ôn? Tiếng ủy có vần uy. Tiếng ủy có vần uy. Tiếng thuận có vần uân. Tiếng luyện có vần uyên. Chúng ta đọc lại. Ủy ban, ủy ban. Hòa thuận, hòa thuận. Luyện tập, luyện tập. Chúng ta sang phần luyện viết. Hòa thuận, luyện tập. Chúng ta đọc lại. Hòa thuận, luyện tập. Những con chữ được viết năm ly. H, O, L, Y dài. Con chữ được viết 4 ly. P, con chữ được viết 3 ly. T, những con chữ còn lại có con viết 2 ly. Dấu nặng ở dưới âm ở, dấu huyền trên âm A, dưới nặng dưới âm E. Chúng ta đọc lại. Hòa thuận, luyện tập. Chúng ta sang trang bên, quan sát tranh thứ nhất. Vẽ gì? Đây là tranh thứ nhất. Vẽ gì? Đây là mọi người đang kéo lưới, kéo lưới, và đây là chiếc tàu đi đánh cá. Đây là các bác chài lưới. Các bác chài. Bây giờ cô và các con sẽ nghe nội dung bài qua cô đọc. Sóng nâng thuyền lao hối hả, lưới tung tròn khoang đầy cá, gió lên rồi cánh buồm ơi. Đây là một bài thơ. Mỗi bài thơ này, mỗi dòng thơ có 3 chữ. Sau mỗi dòng thơ, người ta được sang dòng và viết hoa đầu dòng. Chữ sờ trong tiếng sóng, chữ lờ trong tiếng lao, chữ lờ trong tiếng lưới, chữ ca trong tiếng khoang, chữ g trong tiếng gió, chữ cờ trong tiếng cánh. Và cuối bài thơ có dấu chấm câu. Các con bắt đầu luyện từng câu một. Sóng nâng thuyền, sóng nâng thuyền, sóng nâng thuyền lao hối hả, lao hối hả, lao hối hả. Lưới tung tròn, lưới tung tròn, lưới tung tròn. Khoang đầy cá, khoang đầy cá, khoang đầy cá. Gió lên rồi, gió lên rồi, gió lên rồi. Cánh buồm ơi, cánh buồm ơi, cánh buồm ơi. Chúng ta đọc lại toàn bài nội dung của bài. Sóng lên thuyền, sóng nâng thuyền, lao hối hả, lưới tung tròn, khoang đầy cá, gió lên rồi, cánh buồm ơi. Sóng nâng thuyền, lao hối hả, lưới tung tròn, khoang đầy cá, gió lên rồi, cánh buồm ơi. Qua bài hôm nay các con thấy tiếng thuyền chỉ có vần uyên thôi, còn lại những tiếng khác không có. Chúng ta sang câu chuyện kể.
Đây là nội dung câu chuyện kể, gồm có 4 bức tranh, tranh thứ nhất, tranh thứ hai, tranh thứ ba và tranh thứ tư. Câu chuyện kể gì? Cô và các con cùng nghe. Truyện kể mãi không hết. Truyện kể mãi không hết. Truyện kể mãi không hết. Tiếng nào có vần hôm nay ôm? Tiếng truyện có vần uyên hôm nay ôm. Cô và các nghe con nghe câu chuyện. Ngày xưa có một ông vua rất thích nghe kể chuyện. Ông ra lệnh cho cả vương quốc phải tìm ra được những người có tài kể chuyện, và điều quan trọng là chuyện kể mãi không hết. Chuyện kể không bao giờ có kết thúc. Ai làm được thì sẽ được trọng thưởng, và nếu không làm được sẽ bị tống giam. Đã bao nhiêu người lên kinh đô thử tài, và rốt cục câu chuyện kể đến đâu cũng hấp dẫn đến đâu, và cũng đến lúc kết thúc. Ngày kết thúc câu chuyện cũng là ngày người kể chuyện bị tống giam vào ngục. Ở một làng kia có một anh chàng nông dân rất thông minh. Được biết có một cuộc thi kỳ quặc. Có một cuộc thi kỳ quặc như vậy, anh liền lên kinh đô và xin được vua cho thử tài. Anh liền bắt đầu câu chuyện như thế này. Một con chuột bò từ hang vào một kho lương thực. Nó đào xuyên qua tường để đến kho. Khi đến được nơi chứa các bao thóc, con chuột liền tha thóc từ kho về hang, rồi lại từ hang bò đến kho thóc, rồi lại tha thóc về hang, rồi lại từ hang bò đến kho thóc, rồi lại tha thóc về hang, rồi lại cứ như thế. Anh nông dân cứ tiếp tục như thế, kể mãi, và nhà mua muốn nghỉ, anh cũng không cho nghỉ, vì chưa kết thúc câu chuyện. Cuối cùng, vua đành xin anh thôi không kể nữa và thưởng cho anh thật nhiều thứ để anh sớm trở về quê. Cũng từ đấy, ông vua không còn hay ra những lệnh kỳ quặc nữa. Đó là câu chuyện, chuyện kể mãi không hết. Chúng ta đọc lại, chuyện kể mãi không hết. Nội dung bài học của các con đến đây đã hết rồi. Và chương trình học vần của các con đến đây cũng hết. Cô chúc các con học giỏi. Hẹn các con ở tuần sau sẽ học bài tập đọc đầu tiên, đó là bài Trường Em. Cô chào các con. Nếu bạn thấy video này hay và hữu ích thì hãy bình luận cảm ơn ở phía bên dưới để chúng tôi có thêm nhiều động lực để làm ra được những video hay hơn nữa nhé. Và đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và bấm vào cái hình chuông ở phía bên cạnh để xem được những video sớm nhất.